nói qua một chút rồi anh em về đồ độ thì chiếc Yamaha MT15 này thì tất cả đồ này đều pop and play, dọn theo phương thiên hướng là gì, nâng cấp công năng và nhìn thấy đồ hiệu năng. Những cái đồ hiệu năng như này, như Brembo 4 speed M50 rất là an toàn, đĩa ắc chống bó cứng của 7 speed size 300. Tiếp theo là dây dầu thủy lực. Cái này dây này thì nó làm cho ép cái dầu nó xuống nhanh hơn, nó không bị co giãn như dây zin. Đấy. Tổng phanh Racing Boy rất là mượt và êm, hợp với Brembo M50 mà không bị hụt, không bị ấy gì cả. Đấy. Em cho anh gù chống rung tay lái. Còn những cái sản phẩm mà kiểng về đầu đèn thì những cái như là ốp đầu đèn, bao tay hay là xi nhan thì làm đẹp thôi, cộng với là nó trông nó xịn sò cái xe hơn. Đây anh em nhìn thấy không, khi mà mình gạt cái xi nhan ấy thì nó là chạy đuổi. Đấy, gạt xi nhan thì nó là chạy đuổi. Đấy, gạt xi nhan chạy đuổi, cộng với thêm là gì, chiếc xe này anh em cân nhắc mua vì nó là xe độ full rồi nên là giá nó sẽ cao hơn so với chiếc xe zin. Đấy, giá thị trường bây giờ chiếc xe này nó chỉ 50 triệu thôi, 50 triệu cho một chiếc xe mới. Mình đang bán một con 59 triệu cũng độ nhiều, ô tô có 2.000 cây. Nhưng chiếc xe này còn cao hơn cả chiếc xe mới của hãng đang bán. Vì tại sao? Vì cái đống đồ chơi nó lên rất là nhiều. Ok, thế cái đống đồ chơi nó lên như nào? Chúng ta cùng đón chờ cái clip nhé. Cảm ơn anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Hôm nay mình sẽ review cho anh em hai chiếc xe Yamaha MT15 độ full đồ chơi rồi. Và tiếp theo nữa chiếc Yamaha R15M, một con PKN đủ hết công năng, rất nhiều công nghệ, quick ship này, ABS này, đồng hồ chạy đo check đo sân này, chạy street này, đấy đủ hết luôn anh em, rất nhiều chế độ chạy. Và cái này thì mà một con xe mà rất ít trên thị trường xe cũ bán nhá, chiếc xe R15M rất ít thị trường xe cũ bán. Chỗ này mình bán hai chiếc xe này đều giá 7x triệu. X bao nhiêu thì anh em sẽ cùng với mình xem clip ngay sau đây. Đầu tiên mình nổ máy lên cho anh em một con Ata GP3 đút tiêu và đi cổ titan bầu lưới tổ ong. Đây, mình nổ máy nhá. Tua nằm nghỉ. Anh em tháo tiêu ra thì nghe tiếng ok hơn rất là nhiều. Nhưng đây là mình lắp lên là lắp cả tiêu luôn, Ata GP3. Đấy, tiếp theo nữa là chiếc Yamaha MT15, lốc nồi trong suốt này, đi cổ tăng và đi bô AK đùi gà. Đấy. Tua nằm nghỉ. Bắt đầu tua tốc cao. Một chiếc Yamaha MT15 xe mới nó chỉ có 66, 67 triệu thôi cả đăng ký. Cả anh em mua con xe này đã rút hồ sơ rồi nhá, anh em cầm về tự đăng ký luôn. Nhưng mà có giá 7x. Thì tại sao nó lại còn cao hơn cả một chiếc xe cũ, lại còn cao hơn cả chiếc xe mới? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhá. Ok anh em bắt đầu thôi. Ok, mình vào đầu xe luôn, mình vào xe zin trước nhá, để anh em có thời gian làm xe, xem xe độ nó lên đống đồ chơi như nào. Nhiều lắm. Con này thì xe gần như là zin toàn bộ, lên đúng duy nhất là xi nhan trước, xi nhan sau, phát biển đút gầm hoặc gập ra gập vào. Đấy. Con này là nguyên, con này là độ hãng nha anh em nhá. Còn cái bô thì bô titan, chủ xe lắp của mình. Đấy, cổ kèm bầu. Nổ lên tiếng thì khá là êm nếu mà anh em để tiêu. Còn nếu mà tháo tiêu ra thì tiếng nghe rất là lực. Đấy. 6.000 cây này anh em này. Cái xe đi được 6.000 cây. Giá nếu mà anh em mua cổ zin, bô zin thì 74 triệu. Còn nếu mà anh em mua cổ titan với bô độ thì 78 triệu. Đấy, tùy các em lựa chọn, có hai option, option xe zin và option xe độ. Đấy, thì chiếc này là quá ngon rồi, không cần phải làm gì. Full giấy tờ các thứ của hãng, hiếc bảo hành của hãng, rồi là bảo dưỡng tại hãng, cộng với là xe dán đề can rồi. Con này đề can còn rất là mới nhá, anh em để nguyên mà đi cũng được. Nếu thích tem zin, còn nếu mà các bạn thích tem chùm thì các bạn dán bóc đề can cũ ra. Còn các bạn thích chơi tem bộ sơn zin mà không có đề can đề kiếc gì thì các bạn bóc ra thôi là ok. Đấy, dán PPF full xe rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ review cho anh em chiếc xe độ. Thì con này là Yamaha MT15
xe này đã rút hồ sơ về người ấy rồi, anh em chỉ cần là mang đi tự bấm biển thôi, thuế má nộp thuế 1%, không phải mất thời gian chờ rút hồ sơ nữa, bấm biển tên mình chính chủ. Nếu mà bạn nào thích mua một chiếc xe MT15 mà độ full màu đen thì đây là lựa chọn cho anh em. Mua về không cần làm gì nhá, xe lên full đồ chơi rồi, lốp Champion 106, sau 106, sơn nhúng full. Cái này là bạn ấy sơn nhúng tất cả nhá, ngay cả rè gầm này cũng là sơn nhúng luôn. Đấy, nhúng carbon hết luôn anh em. Đấy, không còn cái gì nữa, full nhựa đen là nhúng carbon. Nhông xích thì Rector mới tinh, xích DID rất là mới và mượt. Đấy, kèm thêm là thụt ISS G-Series. Thêm cái nữa là cái này là bộ đề can đen xì luôn, dàn đen xì. Đây là sơn nhúng carbon này, tất cả nhựa đen luôn. Đấy, đầu tiên là dàn sơn nhúng, đầu xe sơn nhúng một vân carbon khác, thân xe sơn nhúng vân carbon khác. Và tiếp theo nữa, đồ chơi, đầu tiên là tổng phanh, tổng côn Racing Boy bản 14. Đấy, bao tay Daytona, tổng côn Racing Boy S1, gương M-View lắp ở trên. Đây, gương M-View lắp ở trên, ù chống rung, màu xi nhan Spirit L17. Con này đi 6.000 cây rồi nhá, rất là mới. Đấy, xi nhan Spirit L17. À, có một cái sản phẩm nữa chưa độ, đấy là cái Demi. Đấy, còn đây, dàn heo này, Brembo M50, đĩa 7 Speed size 300, kèm với pad CNC, dây dầu heo. Đấy, heo UK đưa lên. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, dây dầu heo. Thân xe thì chủ xe lắp hai bộ chống đổ luôn, bộ chống đổ xuyên khung. Đấy, kèm với bộ chống đổ đa điểm. Lốc nồi trong suốt màu đen, full dàn ốc Salaya. Đấy, inox. Tiếp theo là cổ, đầu trên thì bạn ấy chơi inox, ở thân thì bạn chơi cổ titan. Bô sử dụng bô AK đùi gà. Đấy, là cốc dầu X1R. Cái này không tính rồi, cái này quá rẻ rồi. Sau chơi Spirit Beat L21. Đấy, anh em thấy không? Demi đỏ này. Gạt xi nhan thì nó chạy đuổi ở dưới. Triệu 3 ga. Chiếc xe này thì dành cho những anh em nào thích xe độ mà độ kiểu như zin, nâng cấp hiệu năng lên thôi. Đồ zin carbon, nhúng hết nhựa đen luôn. Xe rất là mới, odo 6.000 cây. Bao luôn anh em, chưa đâm đụng tai nạn đổ ngã gì cả. Đấy. Chiếc xe R15M này cũng vậy nhá. Bao luôn máy zin, chưa ngập nước, chưa đâm đụng tai nạn gì cả. Xe nguyên bản từ đầu luôn, chủ xe đi rất kỹ, máy còn mới. Lốp này, anh em nhìn con lốp này. Đấy, hai chiếc xe đều 6.000 cây. Đấy, con này cũng 6.000 nha anh em nhá. Con này 6.007, con kia 6.000 bao nhiêu. Đấy, ok anh em, mua xe liên hệ mình nhá. Thích chiếc nào gọi cho mình chiếc đấy. Một chiếc Yamaha MT15 đã độ full, và chiếc Yamaha R15M cũng lên được khớ khớ đồ chơi rồi. Mua về là chỉ có đi thôi, lắp thêm trợ sáng, trợ siếc hay thích cái gì thì lắp thêm, đều giá 7x triệu. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Anh em mua xe liên hệ Zalo 0942795678, fanpage QT Moto, fanpage của Quần Béo Mô Tô Hà Đông, mua bán xe côn tay, Zalo, mọi thông tin anh em đều có thể liên hệ và gọi điện cho mình. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye.